Rồi chào cả nhà nha, bên Hiệp có bán tất cả các mẫu bẫy chuột nha cả nhà. Đây là mẫu bẫy chuột đường mòn nhưng mà loại có phen, anh em đặt theo yêu cầu á, loại có phen nè. Rồi phen đâu rồi, đây có phen chống sảy nè, bẫy chuột đường mòn nhưng mà có phen chống sảy nha. Thì Hiệp cũng có loại bẫy chuột đường mòn mà không có phen chống sảy, đủ kích cỡ hết nha mọi người, bẫy chuột công nhum này nọ luôn. Thì anh em cứ việc liên hệ qua số điện thoại để trên màn hình 0372114950 để Hiệp đo kích thước bẫy chuột đường mòn này đó. Dài 17 cm nha cả nhà, 17 cm là 13 ô, 13 ô 1/2 á. Rồi bề ngang là 7 ô nha, 7 ô, chạy dài nó 9 gần 10 cm á. Đó, bề ngang nó 7 ô, bề dài nó 13 ô, bề cao nó 6 ô nha cả nhà, bề cao 6 ô. Đó, thì này xài lò xo thứ lò xo bẫy cũng nhum á nha. Anh em có phèn gà nên anh em đừng có quan tâm tới một lò xo hai lò xo nha. Lò xo này nó mạnh, các nó cực kỳ mạnh luôn nha. Anh em chỉ cần nó gập xuống là được nha. Có phèn gà hết, không có sóng sảy, không có sảy đâu anh em sợ. Đó, thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại 0372114950 hoặc Zalo số đó luôn nha. Đây là 300 cái chuẩn bị giao cho anh em.